Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Nếu các bạn có cần mua vật dụng trên Amazon, xin hãy bấm vào link dưới phần description hay comment để ủng hộ cho kênh của KT nhé. Mình cũng có một cái website chia sẻ công thức nếu các bạn nào muốn xem hoặc in ra vào trang ktfoodie.com. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món bánh đúc nha. Bánh này là bánh đúc mặn. Thì để làm cái món này rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Không có cầu kỳ gì hết. Mình chỉ cần có bột gạo và bột năng. Cần tôm. Đa số thì người ta sẽ làm tôm tươi hay là tôm khô. Hôm nay mình sẽ làm tôm tươi cho nó nhanh nha các bạn. Ở nhà có gì thì mình làm ở đó cho nhanh. Bởi vì nếu mà bạn làm tôm khô, bạn phải ngâm qua đêm cho nó mềm ha. Còn một lon nước cốt dừa. Bạn mà thích ăn béo, bạn cho hai lon. Mình dùng một lon, mình thích ăn béo nhưng mà đừng có béo quá. Ăn nó bị nặng bụng á các bạn. Củ sắn, mình chỉ cần có một chén củ sắn và một chén củ cà rốt thôi. Và bây giờ mình bắt đầu vào bếp, mình đem cân bột đi. Mình trước hết sẽ cho vào đây 2 cup rưỡi bột gạo. Đó, 1 cup bột gạo thì khoảng 102g. Thì 2 cup rưỡi bột gạo khoảng 250g. 3/4 cup bột năng vào đây. Khoảng 78g. Vậy trong đây là mình có là khoảng 328g. Và bây giờ mình sẽ cho một lon nước cốt dừa vào đây. Một lon nước cốt dừa thì là 400ml nước cốt dừa. Là một lon đó các bạn. Cho vào đây 300ml nước lọc. Và mình quậy trộn lên. Một muỗng cà phê muối. Một muỗng teaspoon muối nè các bạn, mà gạt ngang nha, muối biển á. Và một muỗng canh đường. Một muỗng canh đường này khoảng 20g đường. Đường cát. Cái muỗng canh này là cái muỗng ăn phở, ăn hủ tiếu nè các bạn. Và bây giờ mình trộn đều nó lên. Sau đó mình sẽ rây bột. Mình cho bột vô đây để cho nó bột nó mịn đó các bạn. Nè, nó không có bị lợn cợn đóng cục á. Nè, mấy cái lợn cợn á, mình làm như vậy nè. Mình chà nó xuống để cho nó đi xuống. Cái bột của mình bây giờ nó rất là mịn. Mình để nó đây, mình ngâm nó ít nhất là nửa tiếng đồng hồ để cho bột nở nha các bạn. Củ cà rốt á, thì mình bào rồi mình cắt hạt lựu. Củ sắn cũng vậy, rồi hành củ á, các bạn cũng vậy nha. Mình cắt mấy cái củ mà cứng cứng á, giống như khoai lang, củ sắn rồi đó. Đủ đủ là mình cần cái búa này nè các bạn. Mình mới cắt xuống nổi. Tôm á các bạn, mình rửa sạch, ý mình lấy cái que tăm á, mình lấy cái đường chỉ ở giữa ra. Sau đó mình sẽ đi lột như vậy nè. Ở đây mình có 300g tôm nha các bạn. Và mình cho vào đây một muỗng cà phê muối. Mình sẽ đi rửa tôm với nước lạnh đó các bạn. Sau đó mình đem đi lau khô và cắt hạt lựu. Khi rửa sạch rồi đó các bạn, bạn lấy khăn giấy bạn chậm cho nó khô. Nó ráo cái tôm của mình. Rồi mình mới đem đây cắt hạt lựu nha. Nè, cắt cái nhỏ nhỏ như nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi xào tôm nha các bạn. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê dầu hạt điều á các bạn. Để cho cái màu tôm của mình lên nó đẹp. Và cho vào đây 1 ít hành trắng, hành củ trắng. Xào với tôm. Mình xào củ hành cho tới khi mà nó vàng lên, nó thơm rồi mình bỏ tôm vào đây. Cái hành giờ nó vàng rồi. Mình cho tôm vào đây.
Mình đang xào lưỡi vừa nha các bạn. Từ số 1 tới số 9 á, mình xào lưỡi số 5. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường và một ít xíu tiêu thôi, cho nó thơm thôi, chút xíu à. Nào mà tôm nó chín thôi ha. Cũng rất là nhanh bạn các bạn, trong vòng khoảng 2 phút là tôm chín rồi. Bây giờ tôm chín rồi nè các bạn. Rồi mình tắt lửa nha, mình đem nó xuống. Cũng là cái chảo này. Mình cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Và đây là hành trắng. Hành trắng cắt hạt lựu nè. Cái chảo này xài thích vô cùng các bạn ơi. Xài cái này mà chiên chảy giò ăn giòn rất là ngon luôn á. Mình sẽ để cái link cái chảo mua dưới phần description á. Các bạn cứ bấm cái chữ show more dưới video á, thì nó sẽ có cái chữ show more. Bạn bấm vô thì bạn sẽ thấy nguyên cái list mình để là bạn muốn mua những cái vật dụng trên Amazon đó các bạn. Là sẽ có cái chảo này nè, xài rất là sướng luôn. Chiên chảy giò, chiên bánh xèo, xào đồ ăn rồi nè. Cái chảo không dính rồi các bạn. Loại này xài rất là tốt. Khi mình xào nó hơi vàng vậy nè, mình sẽ cho củ sắn và củ cà rốt vào. Mình dùng lửa vừa vừa thôi nha các bạn. Từ số 1 tới số 9 mình dùng lửa số 4 thôi. Và mình cho vào đây nửa chén nước. Bởi vì mình không có hấp củ cải với lại mình không có hấp củ sắn với lại cà rốt đó, cho nên mình sẽ cho nước vào đây. Mình cho vào đây một muỗng cà phê đường và một muỗng teaspoon nữa các bạn. Một muỗng teaspoon bột súp gà và một muỗng teaspoon nước mắm. Mình trộn đều lên. Bạn nhớ nêm nếm giảm theo cái khẩu vị của các bạn nha. Nếm cái này thật ra mình nêm nếm chút xíu à, không có được đậm đà quá, bởi vì lát mình còn ăn nước mắm nữa các bạn. Đây các bạn, các bạn xào cho nó để lửa số 4 cho tới khi nó cạn lửa như vậy nè. Khoảng 7-8 phút đó, thì mình đợi cho nó ráo hết nước đi. Rồi mình mới bỏ tôm vào đây mình xào, mình tắt lửa. À, cạn hết nước rồi đây. Cho tôm vào. Cho tôm vào mà mình để lửa lớn lên chút xíu. Mình xào khoảng 30 giây để cho nó ráo nè. Tại vì trong tôm nãy nó cũng có chút xíu nước á. Rồi, bây giờ mình tắt lửa nha các bạn. Nhìn nó như vậy nè. Bạn nhìn thấy nè, cái chảo nó ráo nước nè, nhưng mà nó vẫn còn mượt mà, chứ không phải là khô queo luôn nha các bạn. Đây. Đó. Giờ mình sẽ pha cái nước mắm. Thì nước mắm mỗi vùng miền sẽ ăn khác nhau. Cái nơi mà mình sống á, thì ăn không có bỏ chanh vào các bạn. Mặn mặn, ngọt ngọt, lạt lạt, không có bỏ chanh chua chua vào đâu. Thì mình sẽ pha cái cách giống như vậy. Bạn nào thích ăn chua ngọt đó, thì em cái công thức mình có chia sẻ lúc trước, mình sẽ để cái link ở dưới phía phần description đó các bạn. Bây giờ mình cho vào đây 1/3 cup đường. Cho vào đây 1/3 cup nước. Cho vào đây 1 cup nước. Cái này 1/3 cho nên mình sẽ làm 3 lần. Rồi mình quậy nó lên. Này là nước nóng nha các bạn, để cho nó tan đường nhanh á. Nếu mà bạn để lâu á, bạn muốn để lâu thì bạn phải nấu sôi lăn tăn lên. Mình bỏ lên cái lò, mình cho nước mắm vào đây, mình nấu sôi lăn tăn và mình để nguội thật nguội mình mới ăn được. Còn cái này mình ăn liền thì mình cho nước nóng vào đây. Và các bạn nhớ nêm nếm theo gia giảm theo cái khẩu vị của gia đình. Và nước mắm mình dùng là nước mắm hiệu Phú Quốc. Mình có chia sẻ cái công thức này. À, nước mắm hiệu Phú Quốc nè, mình gia đình mình chỉ dùng cái hiệu này thôi. Thì cái hiệu này rất là ngon. Bạn mà dùng hiệu khác thì bạn phải gia giảm lại, bởi vì những cái hiệu khác có thể là mặn hơn hay là lạt hơn nha các bạn. Nhất là cái hiệu ba con cua đó, có ba con cua thì cái đó nó mặn lắm nha các bạn. Mình cho vào đây 1/3 cup nước mắm. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi nè các bạn ơi.
Và một lát mình sẽ cho đồ chua vào đây. Đó, cái màu nước mắm rất là đẹp luôn á. Một lát mình sẽ bỏ ớt và đồ chua vào đây. Thì cái này nè các bạn, cái tỷ lệ nó là rất là đơn giản, nước mắm với đường bằng nhau, còn nước thì gấp 3, chỉ vậy thôi. Nếu mà bạn không có cái 1/3 cup thì bạn cứ dùng muỗng canh, muỗng ăn phở á, rồi bạn làm cái tỷ lệ là 1:1:3. Cái bột sau khi nửa tiếng rồi các bạn, mình cho 600ml nước vào đây. Cái này là cái cách mình làm cho nó nhanh đó các bạn. Khi nào mà nước sôi mình sẽ đổ bột vô đây, thì mình làm như vậy, mình quậy cái bột như vậy nó nhanh lắm. Khi mà nước nó sôi ùn ụt như vậy nè các bạn, các bạn nhớ phải để cho nước sôi ùn ụt giống như vậy mình nha. Bạn cho vào đây một muỗng canh dầu ăn á các bạn. Đó. Và mình bắt đầu mình đổ bột vào đây. Một tay đổ bột, còn một tay kia các bạn quậy lên giùm cho mình. Đổ từ từ thôi, đừng có đổ một cái ào vô giùm mình nha. Cái lửa mình đang dùng hiện tại là lửa số 7 nha các bạn. Từ số 1 tới số 9 mình dùng lửa số 7. Làm cách này nó nhanh lắm các bạn. Và bây giờ mình hạ lửa xuống còn số 5. Nãy mình để số 7 để cho nó lửa nước nó mau sôi á. Rồi bây giờ mình trộn bột lên. Sệt lại như vậy nè. Khi mà các bạn thấy cái chảo nó hết nước rồi nè, nó ráo rồi nè, thì mình tắt lửa. Nhưng mà mình vẫn để cái chảo trên cái lò này nè, nó vẫn còn nóng á, cái độ nóng á. Và mình trộn như vậy. Cái cách này mình làm thì cái bột mình hấp á, nó sẽ mau chín hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào cái khuôn nha. Nó như vậy là được rồi nè. Trước khi cho vào cái khuôn thì mình phải thoa một lớp dầu lên cái khuôn để lát mình lấy ra cho nó dễ nè. Bởi vì mình làm cái khuôn này á, thì cái bánh của mình á, cái lớp nó dày lắm, cho nên mình hấp nó sẽ lâu hơn là cái khuôn bạn làm. Thí dụ bạn làm khuôn tròn mà 9 inch thì cái lớp bánh nó mỏng hơn. Nó mỏng hơn thì mình làm mình hấp nó nhanh hơn. Cho nên là tùy theo cái khuôn bạn sử dụng nữa. Thơm mà béo lắm luôn các bạn ơi. Và bạn tán nó ra như vậy để cho nó đều cái lớp bánh của mình á. Rồi mình lấy cái miếng giấy bạc này nè, mình đậy, mình che lại, không cần đậy kín, mình chỉ che phủ lên vậy nè. Để mình hấp nước nó không có vô đây nha các bạn. Nước sôi một ụt vậy nè các bạn. Mình sẽ cho cái sửng lên. Và mình sẽ hấp 30 phút nha. Rồi. 30 phút tới rồi các bạn ơi, mình dỡ nắp ra mình coi nha. Đó, cái này nước nè các bạn, nếu mà bạn hồi nãy bạn không cái lớp giấy bạc á, thì nước nó sẽ vô bánh. Và mình xăm, mình lấy cái nĩa mình xăm, hay mình lấy cái tăm mình xăm cũng được. Nếu mà bột nó còn dính như vậy, nghĩa là nó chưa có chín đó các bạn, thì mình phải hấp tiếp nha. Bởi vì hồi nãy mình nói đó, cái bánh của mình á, cái khuôn này á, mình làm nó, cái bánh nó dày lắm. Cho nên là mình sẽ hấp tiếp, mình đậy lại. Cái bột nó dính vậy cho nên mình sẽ hấp thêm 20 phút nữa nha. Nếu mà bạn muốn làm cái khuôn to hơn, mà khuôn tròn á, thì bạn hấp khoảng 35-40 phút là được rồi. Còn cái này là mình làm khuôn vuông, cho nên cái lớp nó quá dày, mình sẽ hấp thêm 20 phút nữa. Rồi. Các bạn ơi, mình dỡ nắp ra mình coi nha. Mình lấy cái que tăm á, mình thử. Mình lấy que tăm mình thử xem nó chín chưa. Nếu mà cái bột nó dính lên cái tăm á, nghĩa là nó chưa có chín. Mà cái bột nó không có dính nè các bạn, nghĩa là nó chín rồi. Và theo như mình nói, nếu như mà bạn thấy nó chưa chín thì bạn hấp thêm nha. Bây giờ mình ngâm cái bánh này với lại nước đá nè các bạn.
để cho nó mau nguội. Cái bánh này nó phải nguội hẳn thì mình mới ăn được nha, mình mới cắt ra được nha. Rồi mình để đây, mình ngâm. Đây các bạn ơi, sau khi mình bỏ vào cái đá đó, rồi mình để trong tủ lạnh để cho nó nguội hẳn á các bạn. Mình để cho nó nguội hẳn xong mình lấy ra nè. Bây giờ mình ụp nó ra nha, bởi vì cái bằng kiến á cho nên cũng dễ lấy lắm. Mình chỉ cần ụp là nó ra liền à. Đó. Thấy không? Wow. Nhìn cái bánh nó trắng bóc luôn á. Bây giờ mình cắt nó ra nha. Bạn cắt vuông hay là cắt dọc, cắt miếng miếng gì tùy theo cái sở thích của các bạn. Bánh nhìn đẹp lắm luôn á các bạn ơi. Cho các bạn xem gần nè. Cái bánh nó trắng bóc à. Ăn cái này mình nhớ lại tuổi thơ vô cùng luôn các bạn. Tuổi thơ của mình là đi học về, mình không có ăn cơm ở nhà các bạn. Mình thích ăn cái này nè, ăn bánh đúc á. Thì cái cô bán bánh đúc á, ở chỗ nơi mình ở bán ngoài chợ, còn không có bỏ thịt hay là bỏ tôm gì đâu các bạn ơi. Không có tôm khô, không có gì á, chỉ là có giá chín, trụng giá chín và ăn với lại nước mắm với lại củ sắn và một ít gọi là củ cải cà rốt đó các bạn, với là cải xá bấu á, chứ không có thịt tôm. Nhưng mà lúc đó mình ăn mình thấy ngon vô cùng luôn á. Lúc còn nhỏ cái gì mình ăn mình cũng thấy ngon á. Và mình cắt mình xếp lên dĩa ha. Và sau đó mình sẽ cho một ít tôm lên. Và hành phi nữa nha các bạn. Mỡ hành mình có chia sẻ cách làm mỡ hành cho nhanh gọn rồi đó. Rồi bỏ cắt ra, bỏ dầu lên và bỏ microwave khoảng 30 giây là có mỡ hành rồi các bạn. Cuối cùng là cho một ít hành phi lên đây. Cái hành phi này mình chia sẻ rồi các bạn, và mình đã để tủ lạnh nè các bạn. Nhưng mà ăn vẫn giòn nha. Mấy tuần lễ mình để lên trong tủ lạnh, mình lấy ra ăn vẫn giòn như vậy á. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Bánh đúc mặn. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Để mình quay gần cho các bạn xem nha. Ăn với nước mắm nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Rưới lên. Cái bánh này lúc mà mình ăn thử á các bạn, nó ngọt ngọt mặn mặn rất là ngon luôn á. Mời các bạn nha. Nó béo các bạn ơi. Cái nước cốt dừa á ở trong cái bánh này nè, nó béo ngon quá chừng luôn á. Cái nước mắm thì nó ngọt ngọt, lạt lạt, mặn mặn á các bạn, chứ không phải là chua. Ăn với là cái này rất là vừa ăn, rất là ngon luôn á. Wow. Tuyệt vời luôn á. Béo béo, bùi bùi. Thơm dễ sợ luôn. Cái nước mắm ăn với là bánh đúc không có tỏi nha các bạn. Chỉ là đầu chua với lại nước mắm pha giống như nãy mình chia sẻ thôi, không có tỏi. Có ớt. Thích ăn cay thì bỏ ớt vô. Mỗi vùng miền sẽ có cái cách ăn khác nhau. Ở chỗ mình á, là có ăn giá trụng nữa, nhưng mà hôm nay mình không có làm giá trụng. Mà ăn cũng rất là ngon các bạn. Ngon quá.
chu tâm sắp luôn. Mình tạm thời chia tay với các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.